Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine ngày thứ 527, thứ bảy ngày 5 tháng 8. Hôm nay thứ bảy chúng tôi định tạm dừng một buổi chương trình buổi tối nhưng mà nó có thêm một vài những cái diễn biến cũng như chúng tôi bổ sung những cái thông tin liên quan tới các cái sự kiện trong buổi sáng diễn ra để cho quý vị nắm được thông tin. Liên quan tới vụ USV của Ukraine tấn công thêm và một cái tàu dân sự chở dầu và chở các cái loại tiếp tế cho quân cảng của Nga ở khu vực Syria thì phía Ukraine họ cũng đăng một cái video chúng ta cùng xem. Như vậy là đã diễn ra vào buổi sáng hoặc là ban đêm đúng không ạ? đấy chúng ta nhìn xem cái con usv này nó đang uh, nó đang định lại cái định vị lại cái hướng của nó nó nhìn thấy con tàu rồi và như vậy là cuộc uh, cái vụ tấn công này nó cũng rất gần với lại cái vụ tấn công của cái tàu kia đúng không ạ chắc chắn là không chạy được rồi một con tàu cũng nhỏ thôi cũng không lớn lắm nhỏ với so với một con tàu chở dầu bình thường đúng không ạ? Chúng ta thấy là uh, vụ tấn công này như chúng tôi nói là nó cũng sát với cái vụ tấn công kia. Uh, như vậy thì cho thấy một điểm là một là Ukraine đã uh, có thể luân chuyển một loạt chuyển một loạt các cái USV của họ ra khu vực uh, cầu két giang phía bên 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 phải đúng không ạ? Bên bờ đông của uh, uh, biển uh, biển Đen và dường như họ đã tập trung rồi họ cất giấu rồi họ rình mò ở đây ở một cái một thời gian dài hôm qua thì họ tấn công vào cái tàu quân sự còn hôm nay họ tấn công vào tàu dân sự không biết có phải là một cái một cái mục tiêu mà nó đã được xác định trước hay không à, chúng ta chỉ thấy là con tàu xích này ấy, thì cơ bản nó đã bị tấn công mấy hôm trước ở khu vực tây nam của bán đảo Crimea rồi còn bây giờ nó lại bị tấn công nữa và nó phục vụ cho cái chiến trường Syria thì rất có thể nó liên quan tới một việc là phía Mỹ đúng không ạ? Những cái liên quan tới Mỹ à, tức là cái tam giác Mỹ, Ukraine và Nga. À, trong đó ở Syria thì nó liên quan nhiều tới cái việc Mỹ, Syria và Nga nhiều hơn. Tất nhiên chúng ta cũng có thể phân tích thêm những cái yếu tố là trong cái việc tấn công vào một con tàu chở dầu thì à, mục đích của Ukraine muốn gây ra một cái thảm họa sinh thái nếu như con tàu đấy nó tấn công ở cái eo biển Catch nhỏ như này. Nó có thể làm chìm con tàu và hoàn toàn cả cái khu này nó sẽ bị cái thảm họa sinh thái đúng không ạ? Sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến các cái vấn đề liên quan đến môi trường, đặc biệt là vấn đề thương mại và kinh tế. Cái đấy mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái bức tranh của cái vụ tấn công vào tàu chở dầu này thì nó còn nguy hiểm hơn cả tấn công vào cái cả quân sự. Đấy thứ nhất là vấn đề liên quan tới môi trường sinh thái và tất nhiên ảnh hưởng tới kinh tế xã hội đúng không ạ chắc chắn là như thế rồi một cái eo biển nhỏ một cái khu vực biển nội địa ở bằng, ngay đằng sau nó là biển Azov còn kia uh, biển uh, phía ngoài biển uh, đen thì cũng là một cái biển nội địa và nếu như con tàu đấy mà dầu nó tràn ra thì thảm họa nó rất khủng khiếp nhưng cái mục tiêu thứ hai thì chúng tôi cũng từng nói với quý vị rồi là mục tiêu tấn công vào những con tàu thương mại nó sẽ đánh mạnh vào làm cái đòn đánh mạnh vào cái uh, À, nền kinh tế của nga vốn đang phụ thuộc rất nhiều vào những cái tuyến hàng hải thương mại của các tàu thương mại của nga ở đi qua biển đen qua à, thổ nhĩ kỳ và tới điện Chúa hải rồi các nước khác như vậy là với việc tấn công vào đây thì đơn giản là tấn công một một tàu thì nó cũng chưa phải là một cái vấn đề lớn nhưng nếu như họ có thể tấn công được thêm một hai con tàu nữa thì lập tức cái phí bảo hiểm cho những cái tàu thương mại chở hàng hóa của nước ngoài tới nga cũng như của nga ra nước ngoài nó sẽ tăng vọt và nếu như phí bảo hiểm mà nó tăng vọt thì chắc chắn là những tàu thương mại sẽ không còn cái cơ hội để mà hoạt động ở khu vực này nữa bởi vì tàu thương mại thì nó vẫn liên quan tới cái lợi nhuận đúng không ạ mà lợi nhuận liên quan đến phí bảo hiểm nó quá cao và cũng như là khả năng có thể bị thiệt hại là một trong những cái vấn đề quan trọng hàng đầu cho nên chắc chắn nếu như không còn các tuyến thương mại hoạt động nhộn nhịp nữa thì cái kinh tế của Nga nó sẽ bị ảnh nặng nề, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng luôn cả tới cả những vấn đề liên quan tới hành lang ngũ cốc của riêng Nga nữa, đúng không ạ? Đây cho nên là một đây là một cái đòn đánh có thể nói được tính toán rất kỹ, rất là thông minh, rất nham hiểm. Và tất nhiên mục đích của một cuộc tấn công như thế thì cũng muốn làm suy yếu các cái tiềm lực về ngoài kinh tế thì còn quốc phòng của Nga. Đấy là những chuyện đương nhiên rồi. À, và tất nhiên cũng là những cái trả đũa đồng thời là muốn khiêu khích Nga để Nga có thể vội vã hấp tấp tung ra những cái đòn trả đũa đúng không ạ để mà càng vội vã hấp tấp nóng tính thì ukraine càng có thể bắt thóp được nga và rõ ràng liên quan tới những cuộc tấn công phá hoại như này thì ukraine họ đang ở cái thế chủ động đấy cho nên là nếu như nga phản ứng mà không có những cái tính toán rất có thể là rơi vào những cái một cái cái gì đó được sắp đặt trước của ukraine và tiếp tế tiếp tới thì rất có khả năng là ukraine sẽ còn đưa ra những kế hoạch để tấn công nữa nếu như mà nga lộ các cái bài của họ đúng không ạ Đấy, như vậy chúng ta thấy là liên quan tới cái vụ tấn công tàu đấy, nó có thể nói là một trong cái đòn đánh rất là thành công. Tuy nó không gây thiệt hại nặng cho con tàu, nhưng mà rõ ràng là đó là một cái đòn cảnh tỉnh đúng không ạ? Nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái cái vấn đề uy tín và cũng như các cái vấn đề liên quan tới kinh tế chính trị quân sự của Nga. Và chắc chắn Ukraine sẽ còn tiếp tục tấn công nữa. Đến thời điểm này thì phía Nga đã phát hiện ra ở khu vực xung quanh Sevastopol lại có lợn vợn thêm USV của Ukraine nữa. Đấy, cho nên họ đã bắt đầu họ cấm cảng ở khu vực Sevastopol. Đến thời điểm gần cách đây một giờ thì mới bắt đầu mới dỡ cái cấm đấy. Như vậy là chúng ta thấy một điểm là Ukraine với những cái loại tàu À, có thể là tàu mặt nước hoặc tàu ngầm hoặc ngư lôi mặt nước hoặc ngư lôi ngầm như nào đó về kỹ thuật thì chúng tôi thực sự là chúng tôi cũng không biết nhưng mà rõ ràng họ có rất nhiều chủng loại họ có rất nhiều cái tiềm năng đúng không ạ để có thể đi lại vận chuyển những cái đó từ bên khu vực uh, bờ tây của uh, biển đen để đi qua khu vực bờ đông một cách nó rất là ngông nghênh và nga không làm gì được đúng không ạ chỉ có khi đến những cái tàu quân sự của nga được đặt trong cảnh giới cao, họ mới có thể phát hiện ra để họ bắn. Như vậy với những cái ngư lôi ngầm mà bây giờ Anh Mỹ đã có rồi, thì Ukraine còn đang phát triển nữa và chắc chắn họ sẽ đầu tư vào những cái con ngư lôi chết người như vậy, đúng không? ạ Thì chắc chắn nó sẽ đem lại một cái mối đe dọa cực kỳ khủng khiếp đối với lại hải quân của nga cũng như là các cái vấn đề thương mại hàng hải của nga khu vực này. Như vậy rõ ràng chúng ta quay trở lại cách đây vài ngày, mười mấy ngày khi mà Ukraine nói rằng là khi mà Ukraine đã sẵn sàng tấn công vào cầu Crimea Họ đánh sập cầu Crimea Sau đó Nga dọa và Ukraine cũng dọa lại Ukraine dọa Nga rằng là họ sẽ cho Nga biết tay Đúng không ạ? Họ sẽ xóa sổ hạm đội Biển Đen Họ sẽ làm trù Biển Đen Cuộc chiến Biển Đen sẽ bắt đầu Và họ sẽ tiếp tục duy trì hành lang ngũ cốc Thì đây, tất cả những cái này Nó chứng tỏ cái sức mạnh cũng như là cái tham vọng Của Ukraine khu vực này Đúng không ạ? thời điểm này thì vẫn chưa có quốc gia nào ở NATO là cam kết để mà mà bảo kê hành lang ngũ cốc trên Biển Đen từ Odessa ra nhưng rõ ràng với những hoạt động như này thì Ukraine chưa đảm bảo được nhưng rõ ràng họ cũng gây thiệt hại được cho nga và chắc chắn họ sẽ còn tiếp tục làm nữa về phía nga thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là chắc chắn họ cũng phải có đối sách với cái lại bản chất của họ đúng không ạ À, chúng tôi cũng không biết là cái đối sách của họ à, cụ thể nó như nào nhưng mà rõ ràng bây giờ chúng ta thấy là có những việc có thể làm ngay ví dụ như là trong cái khu vực biển đen này thì các cái tàu thương mại và tàu chiến của nga có thể làm lồng gà đúng không quý vị Đấy, lồng gà đối với Nga nó không phải vấn đề lớn, có thể mỗi một cái tàu nó mất khoảng 1 2 tuần để nó làm. Nhưng mà lồng gà nó sẽ cản trở được những cái con USV tấn công biên mạn à, nhìn chung là trên cái bể nổi của nó, đúng không ạ? Đấy là một cái giải pháp tạm thời. Tuy là nó cồng kềnh nhưng mà bây giờ xe tăng trên chiến trường cũng làm lồng gà hết thôi. Đấy, cho nên tôi thấy là đây cũng là một giải pháp tốt. Tất nhiên giải pháp thứ hai là một giải pháp qua cái sự kiện này chúng ta thấy là chắc chắn cho Nga một cái cớ, một cái cơ hội để mà có thể tấn công oanh kích Odessa và tất cả những nguồn lực liên quan đến thủy quân, hải quân, có nghĩa là ở đâu có sông ngòi của Ukraine thì Nga không còn có cái lý do gì để mà kiềm chế nữa, đúng không ạ? Không còn cái gì để kiềm chế nữa, có thể tấn công tẹt ga, tấn công bạt mạng, tấn công tất tay. Và tất nhiên thì phía Nga với cái tiềm lực của mình, họ cũng sẽ phải nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu và phát triển những cái loại USV để mà khắc tinh đối xứng với lại cái con những cái con USV của Ukraine, tôi tin chắc rằng nó cũng có cái khắc tinh của nó, đúng không? mặc dù là nó khó, nhưng rõ ràng là phía Nga họ đang mạnh về tàu ngầm, họ đang mạnh về những thứ mặt nước so với Ukraine. Cho nên hoàn toàn họ có thể thiết kế sáng tạo ra một cái thiết bị nào đó để chuyên tấn công các cái con tàu USV đúng không ạ? Nó cũng là những các thiết bị điều khiển cho nên nó cũng sẽ chịu những cái tác động của tác chiến điện tử đúng không ạ? Và rõ ràng sẽ có một cái hệ thống mà chuyên tìm và diệt bằng tác chiến điện tử của Nga như họ đã đang làm đối với UAV ở trên mặt đất. Bây giờ thì cái con tàu này nó đang được dìu về bến rồi và nó không liên nó 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 không bị ảnh hưởng quá nặng. Đoàn thủy thủ cũng không bị sao. Đây là hình ảnh bên trong của con tàu khi bị bị tấn công có thể nói là khá tan hoang đúng không ạ? Đây cái khu vực đặc biệt là khu vực khoang máy thì đã bị nước ngập vào do cây khoang đó bị tấn công ngang sườn và nó phát nổ vào đúng cái khoang động cơ. Còn đây là đài chỉ huy. Có thể nói là những cái con USV của Okina nó rất nguy hiểm. Con USV ở dưới mặt nước nó nổ kinh khủng đúng không ạ? trên không thì USV của Okina nó nhỏ nhưng mà dưới mặt nước thì nó nổ dã man và nó trông nó như một cái xuồng mà chúng tôi thấy ngày xưa nó ở ở biển của mình ấy. cái xuồng của hải quân mới lại các cái xuồng tốc độ cao đấy và bây giờ nó giống cái xuồng mà quý vị đi các bờ biển ấy đúng không ạ nó có có mấy thanh niên hay hay bán cái dịch vụ lên xuồng rồi cho mấy chị em ngồi đằng sau cười toe toét để chạy ấy, đúng không ạ đấy đây và chúng ta nhìn hình ảnh con tàu đây, nó cũng là một cái tàu nói chung là hạng nhỏ thôi, nó chuyên chở dầu và các cái loại hóa chất lỏng nào đó phục vụ chiến trường. Vụ tấn công thì nó ở phía thẳng phía nam của cầu Ketch, khoảng cách này chắc khoảng 100 km. Còn đây là hình ảnh buổi sáng chúng tôi đã khoe với quý vị về việc cái con tàu trước đúng không ạ, đã được bị đánh thiệt hại, đã kéo về bến cảng, còn đây là hình ảnh gần hơn của ảnh vệ tinh. Như vậy con tàu đấy không biết là cái con tàu này hay con tàu này Nhưng rõ ràng là bây giờ nó đã cố định lại cái vị trí của nó rồi Có thể nói là thiệt hại cũng không quá đa, không quá nặng nề Thời điểm này thì phía Nga cũng đã bắt đầu cất cánh một vài cái máy bay MiG-31 MiG-31 thì nó mang theo tên lửa Kinzhan Và phía Ukraine cũng thông báo, cảnh báo tấn công hàng không trên toàn lãnh thổ Không biết là Nga có tấn công hay không nhưng mà vẫn chưa có thông báo cụ thể về các vụ tấn công. Về phía mình thì ông Menvedev tất nhiên là cũng không bỏ qua một cái cơ hội tốt để mà chém gió, đúng không ạ? Ông nói rằng những kẻ khốn kiếp và những kẻ lập dị này chỉ có thể hiểu về bạo lực và hiểu về sự tàn nhẫn. Rõ ràng những vụ tấn công vào Odessa, Izmail, Renny đã không làm chúng thức tỉnh. Nếu những kẻ khốn kiếp ở Kiev muốn tạo ra một thảm họa sinh ta hái ở khu vực Biển Đen, bọn chúng lên làm thế ở trên lãnh thổ của mình và chắc chắn nó sẽ còn lan sang cả ở Ba Lan và nó sẽ là một cái thảm họa kéo dài cho chúng hàng nhiều thế kỷ và đó sẽ là một sự phán xét cuối cùng đối với lại thỏa thuận ngũ cốc đối với bọn chúng Vâng, hàng trăm lần chúng ta nghe rồi cho nên chúng ta không còn bị sốc nữa đúng không ạ Quay trở lại chiến trường thì trong ngày thì chiều ngày hôm nay chúng ta đến với một vài những cái khu vực chiến trường có biến. Ở khu vực Kherson son thì không có biến gì. Còn đến sát sàn sạt đến thời điểm này chúng tôi định không làm video vì nó không có biến lớn. À, nhưng mà lại xuất hiện thêm một loạt các cái gọi là không lớn nhưng cũng đáng kể. Tức là Ukraine bắt đầu tổ chức tấn công ở khu vực Zaporizhia. Vâng, vừa mới xong, cách đây khoảng tiếng đồng hồ thì Ukraine đã trước khi họ phát động một cuộc tấn công, họ pháo kích dồn dập bằng bằng pháo phản lực đồng thời là sử dụng các loại đạn chùm tấn công ồ ạt vào trong chiến tuyến sau đó tung ra một loạt các mũi tấn công, mũi hướng chính thì ra Botino, còn hướng phụ vào Vebone và Copani tức là cả cánh trái lẫn cánh phải mũi tấn công này thì không được hỗ trợ bởi xe bọc thép không được hỗ trợ bởi xe tăng và bộ binh cứ thế mà tiến lên và bây giờ bộ binh của Ukraine đang cố đột phá qua cái tuyến phòng ngự đầu tiên của Nga và đang hứng chịu những làn đạn của pháo kích Nga dồn dập và bây giờ đã có những thiệt hại khá đáng kể ban đầu rồi. Đấy là những thông tin đến thời điểm này. Như vậy là trên mặt trận thì chúng ta có thể thấy là Ukraine đã phát động một cái mũi tấn công ở cỡ cấp độ khoảng độ 2 đại đội ở hướng Rabutine. Đấy, một mũi tấn công vào Vebone và mũi tấn công vào Kopani. như này và mũi tấn công chính đương nhiên là Rabutine. Với cái mũi tấn công này thì nói thật ra bây giờ chúng ta cũng không còn có cái đủ cái gọi là là tỉnh táo để chúng ta biết được đây nó là cái mục đích nó phục vụ là cái gì nữa đúng không ạ cho nên chúng tôi cũng miễn bàn về cái vụ tấn công như này trong chiều ngày hôm nay nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn là nó cũng lại thêm nướng thêm một 200 quân nữa thôi và tất nhiên nhân dịp uh, hai 2 tháng phản công thì chúng tôi cũng sưu tầm một số những thông tin để quý vị nhìn thấy những cái bước tiến của Kena trong vòng 2 tháng phản công vừa qua. Đây là quý vị nhìn thấy ở hướng Oricope, hướng mà chúng tôi vừa nói chuyện đó, đúng ạ, Oricope và bên phải là Vremi. Như vậy là trong 2 tháng đấy thì Ukraine đã tiến quân được khoảng 60 km vuông, như vậy là ít hơn những gì mà chúng tôi dự đoán. 60 km vuông trong 2 tháng, đặc biệt là nó diễn ra ở khu vực cánh bên phải Vremike, còn phía Oricope và Pattaya thì nó khá ít. Đây, khu vực Pattaya đây, chúng ta nhìn thấy nó chỉ là một cái làng khá nhỏ, à, cái gì nhỉ, Nocove và Pattaya. Còn đây là khu vực uh, Orikip, tức là Rabutino, cũng là màu vàng, chúng ta nhìn thấy nhé. Đấy, cũng không đáng kể, đúng không ạ, cũng chưa vào. Lần gần nhất thì vào tới bên sát, tới cái sườn của cái thị trấn lạ thời điểm này. Còn lần trước thì họ đánh từ hướng Bắc thì họ chiếm được 1 phần 3. Cái lạc nhưng mà cái lần gần đây nhất thì bây giờ mới tới bên phải của làng và bây giờ giao tranh vẫn đang diễn ra. Còn cánh bên phải chúng ta thấy là cánh Vremi thì họ tiến được nhiều nhất. Có thể nó chiếm tới 90% đúng không ạ? 90 hoặc 80% cái sự phát triển về lãnh thổ của Ukraine trong suốt 2 tháng vừa qua. Và nó vượt qua được một số lạc như tôi đã nói với quý vị buổi sáng. Nếu nhìn trên bản đồ tổng quát thì chúng ta thấy là với những mục tiêu mà Ukraine đặt ra để hướng tới biển Azov đúng không quý vị, à, Bediansk này, Mariupol này, Melitopol hướng tới biển Azov thì với một cái sự một một cái bước tiến như này thì rõ ràng là dường như bây giờ Ukraine đã không còn cái tức là nó quá cho nó quá xa vời đối với lại cái mục tiêu của họ những gì họ đạt được. đấy là chưa kể bây giờ nó không chỉ là bước tiến mà họ đã tiêu hủy phần lớn hoặc là một cái phần đáng kể cái nguồn sức mạnh của họ trong cuộc phản công. Cho nên là nếu mà không có những cái đột biến nào đáng kể thì rõ ràng cái kế hoạch của Ukraine có thể tiến tới biển Azov là rất khó. Bởi vì Ukraine càng ngày càng yếu đi, đồng minh Ukraine càng ngày càng hững hờ. Còn tất nhiên chúng ta biết là Nga càng ngày càng mạnh lên. Đấy là cái yếu tố nó rất khó để thay đổi cuộc chơi. Chúng ta sang hướng Vremike ở Staromajor. Ở khu vực Staromajor trong chiều ngày hôm nay thì Ukraine À, tiếp tục mở một mũi tấn công có kèm theo một vài xe bọc thép thẳng ở trên hướng à, bắc xuống à, Uzozaiơ, sau đó thì à, một vài cái con trực thăng k 52 của Nga xuất hiện và cả con trực thăng Mi-28 cũng à, xuất hiện ở khu vực này. Sau đó đã phá hủy một chiếc à, à, M-133 xe bọc thép của Ukraine. Sau đó thì à, toàn bộ cái toán quân còn lại cũng rút lui. Như vậy là một mũi tấn công trong buổi chiều à, thứ bảy đẹp trời lại thất bại tiếp. Chúng ta đến với những mặt trận còn lại. Ở hướng Vuleda thì Ukraine bây giờ đang có một thế chủ động hơn bởi vì họ đang tổ chức tấn công. Những cái khu vực mà họ chiếm được thì nó cũng mang tính chất là vùng xám. Thực tế thì nó nó không phải là chiếm được, nó cũng chỉ tạo ra cái vùng xám thôi. Và bản thân những khu vực đấy thì bản trước đó nó cũng là vùng xám và cơ bản thì Nga cũng đóng quanh Quân luẩn quẩn quanh đó cũng chưa chiếm được những khu vực đấy toàn diện, cho nên đây cũng không phải là một cái bước tiến đáng kể gì. Bây giờ thì Ukraine đang uh, tập trung một uh, vài đạo quân uh, ở cấp đạo độ đại đội xung quanh hai khu vực Vuhledar và cái mỏ phía bắc. Có khả năng họ sẽ tổ chức một vài mũi tấn công để thăm dò trận địa hoặc là uh, họ dự báo trước nga có thể mở cuộc những cuộc tấn công lớn hơn, cho nên họ đã tung những cánh quân vào để tấn công uh, mà hòng chiếm một vài những cái vùng xám làm cái bước đệm trước để cản bước quân nga khi nga có thể tấn công hoặc chúng ta cũng có thể biết đâu đấy ukraine có thể mở một cái mũi tấn công ở đây đúng không ạ bởi vì dù sao chúng ta thấy là bây giờ khu vực này họ cũng đã bế tắc rồi à, họ cũng phải tìm một cái chiến trường nào đó để mà tạo được một cái chiến tích nhất định ở khu vực marinka thì chúng ta thấy trong chiều ngày hôm nay thì phía bộ quốc phòng nga thông báo họ đã tiến quân khá xa ở khu vực này một trong những bước tiến có thể nói là rất bất ngờ đúng không ạ như chúng tôi cùng nói với quý vị là khu vực này nó rất khó Đấy, và phía nga cũng đã tiến tới cái mỏ đá này rồi và chiều hôm nay thì họ tiến thêm được một khoảng km ở về phía uh, tây bắc ở khu vực này đồng thời uh, xe tăng của nga và đội hình của uh, bộ binh của nga cũng tiến vào khu vực này chiếm những cái uh, ngã chiến sự và và chiến hào uh, công sự và chiến hào ở sát cái cánh rừng của ukraine ở khu vực này như chúng tôi cũng đã nói với quý vị từ rất lâu là tại sao nga lại tấn công vào đây mà họ lại không tấn công vào đây trước đúng không ạ đây có thể trong chiều ngày hôm nay cái mũi tấn công của họ đã vào đây và tấn công được chiếm được một loạt các cái khu mà quý vị có thể nhìn kỹ này đấy công sự này nhìn như là tổ mối luôn đây là các cánh rừng cũng đầy công sự như vậy là Nga đã làm cái việc này sau việc này đúng không ạ và bây giờ thì họ đã chiếm được cái khu vực này rồi cảnh xe pháo bắn tàn phá Ukraine ở đây như vậy những hoạt động ở đây cũng giống như những gì chúng ta đã dự báo sau khi mà Nga hình thành được trận đấu pháo trận địa pháo những ngày đầu tiên họ tiến vào trong 48 giờ đồng hồ thì họ chịu cái hỏa lực của Ukraine nhưng sau đó chúng ta đã xem những video phía Nga liên tục tấn công nhử mồi để làm lộ ra các cái đơn vị phục kích Xe tăng của Okinawa ở chuyến đằng sau trong các cái tòa nhà cao tầng Họ đã sử dụng các cái tên lửa trung tăng để họ phá rất nhiều những cái trận địa pháo, trận địa trung tăng của Okinawa Và chiều ngày hôm nay thì họ vừa tấn công chiếm được một khoảng ở đây Đồng thời họ chiếm được luôn một khoảng ở đây Như vậy là những cái diễn biến khá là đáng lưu ý Tuy nhiên thì với hai mũi tấn công đấy nó chưa đủ để đe dọa cái thị trấn này mà Ukraine Nga còn phải phát động các cuộc tấn công phía bắc, hiện nay thì họ chưa phát động ở hướng chính Staroe Mekhaykivka và đặc biệt là cái hướng khu vực Nevsky thì Nga đã tiến lên được gần tới thị trấn này rồi, nhưng mà trong tuần vừa qua thì Ukraine cũng đã tranh thủ phản công và trong hai ngày cuối họ đã đẩy Nga hoàn toàn ra cái khu vực Nga đã chiếm lại. Như vậy là Nga đã mất đi một cái hướng quan trọng là cái hướng này đúng không ạ? Mất đi một cái hướng mất đi một phần ba cái cái hướng để tấn công Đấy, và rõ ràng là đây là một trong những cái bước lùi của cái chiến dịch Krasnohorivka nếu mà nga định tấn công và vây hãm còn dưới con mắt của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng những hoạt động tấn công chớp nhoáng chiếm chớp nhoáng của nga nó mang tính chất để nó làm giãn đúng không ạ làm, làm mỏng cái các cái đội hình nguồn lực của ukraine đang tập trung dồn về hướng Zaporizhia và lên hướng đốt nhét để chiếm bằng được một trong hai những cái căn cứ quan trọng đó ở Khu vực Adipka thì không có diễn biến chính trong chiều hôm nay. Ngoài việc là Ukraine đang à, tích lũy một cái đội quân khá đáng kể ở phía nam của Krasnohorivka, theo người chỉ huy của đoàn cơ giới số 11 của Ukraine ở đây, thì họ chắc chắn sẽ mở cuộc phản công để mà đẩy lùi quân nga ra khỏi cái cánh Krasnohorivka, à, giải vây cho cái tình, cái, cái cái mức nguy hiểm chiến thuật của cái thành phố này đã bị treo từ rất lâu lên tới khu vực đốt thì cũng không có cái thông tin gì đáng lưu ý ngoài việc Ukraine tạo được thêm một số những cái bước tiến khoét sâu vào phía nam của Anpivka sau khi họ bắn rất nhiều đạn trùm và áp chế trận địa nga bằng Uav thì họ đang tiến công thẳng vào cái hướng phía nam của Anpivka à, hiện tại thì uh, phía nga đang đóng quân ở phía bên uh, uh, bên phải của cái đường tàu này là một trong những vị trí khá quan trọng để mà giữ chân quân ukraine không cho quân ukraine cắt được cái tuyến tiếp viện và chia cắt đội hình của họ từ kudimika tới andipka không biết là trận đấu này diễn ra trong đêm nay hoặc là trong ngày mai có thể ukraine có thể đột phá được qua cái này hay không nếu họ đột phá được tới qua được đường tàu và áp chế được trận địa ở đây thì họ mới bắt đầu quay lại đánh thốc vào andipka với một cái mức xung kích nó lớn hơn còn hiện tại giao tranh đang vẫn diễn ra mỏng hơn mọi ngày nhưng vẫn diễn ra từ andipka phía nam tới phía bắc Kikicha. Không có thay đổi gì trong mặt trận trong buổi sáng đến chiều ngày hôm nay. Trong chính thành phố không có gì đáng kể. Phía Bắc, Bekipka, Oripko và Ôi dạo này tôi nói tiếng Nga giờ chuẩn phết rồi quý vị ạ. Đấy, không vấp phát nào. Hơn cả tiếng Việt luôn. Rồi các hướng phía Bắc của mỏ muối Soleda không có diễn biến trong chiều. Như vậy là khu vực Bắc Mút khá yên nắng. Nhưng mà khu vực phía trên thì có thêm những thông tin mới. À, tôi xin lỗi quý vị ạ, thông tin vừa rồi mới đến. Thông tin khá quan trọng mà một trong những thông tin chúng tôi uh, muốn uh, làm video. Đấy là phía Nga đã tấn công từ hướng nào đó, có thể bằng hai hướng, từ Bakhmut uh, về hướng Tây Bắc và cũng từ hướng phía Nam của Bakhmut về Ivaneska. Họ đã thông báo về việc đập tan một loạt các cái tiểu đội tiền tuyến của Ukraine đang trấn giữ ở phía bên ngoài phía đông của làng Ivaneska và đang pháo kích dồn dập vào. Có khả năng nga đang mở các chiến dịch mạng tương đối vào Ivaneska. Đấy là thấy tung hô của phía truyền thông thân nga nhưng mà không biết có thật hay không nhưng chắc chắn là sẽ có một cái cái đáng kể đúng không ạ của một cái diễn biến đáng kể nào đó với việc họ tiêu diệt được những cái đạo quân đầu tiên của ukraine khu vực này và pháo kích của họ đang tấn công dồn dập tất nhiên là một trong những cái 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 diễn biến chúng ta cần nói nữa là kể từ rất lâu rồi từ khi mà wagner rút ra khỏi à Mút và khi họ chiếm được à, Bắc Mút vào ngày 20 tháng 5 thì đến thời điểm này là Nga cũng chưa tổ chức một cuộc tấn công nào đúng không ạ ở hướng này. Cho nên đây có thể là trong nói là một trong những cái diễn biến nó khá đáng lưu ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Những hình ảnh cho thấy là phía quân Nga đang liên tiếp pháo kích vào khu vực à, ngoại ô của Ivaneska đang truy tìm những cái à, trang thiết bị vũ khí để tấn công. Như vậy không biết là cái quy mô của nó như nào nhưng có vẻ là nó có cái gì đấy nó bắt đầu ấm ấm lên đúng không ạ nó cũng khác biệt nó khác bọt đi uh, suốt hai tháng chúng ta không thấy một cái sự mới mẻ thì bây giờ nó có ở khu vực này rồi tên lửa cô của nga tấn công vào các khu vực quanh cánh rừng ở khu vực uh, giáp danh từ Ivaneska tới uh, bakhmut vâng trong cô nét nó bay nó bay đi đâu mất rồi chúng ta tua qua nè vâng phát nổ rồi ở phía xa rồi còn đây là bức ảnh liên quan tới việc tấn công ở Krasnohorivka phía dưới chúng tôi cùng vừa trình bày cùng quý vị. Như vậy bước tiến của Nga đã dí sát vào trong tiến phía Tây Đông Nam của thị trấn quan trọng này của Ukraine rồi. Vâng và tất nhiên cũng không thể bỏ qua bản đồ Bakhmut trong 20 tháng. Thực ra không phải hai tháng, riêng bát mút thì chúng ta quay ngược lại là nó là 3 tháng, 4 tháng, gần 4 tháng, tức là từ tháng 5. Đầu tháng 5, Ukraine đã mở cuộc phản công, nếu tôi nhớ không nhầm là ngày 12 tháng 5, đúng quý vị? Xung quanh cái ngày uh, Valentine hay là cái ngày gì đấy 12 tháng 5 ấy. Đấy thì chúng ta thấy là họ đã mở một cuộc tấn công Trước cái thềm của việc là sau đó Một hai tuần thì họ thất thủ uh, Bắc Mút đúng không ạ Đấy và đến bây giờ quý vị có thể nhìn thấy những điểm vàng nhá, Chính là những cái điểm mà Ukraine đã thu hoạch được Và nó chiếm khoảng 24 km vuông Như vậy 24 cộng với lại 60 ở hướng Zaporizhia Thì trong vòng... Uh, nếu tính thôi tính từ tính từ tháng 5 đi thì có nghĩa rằng Ukraine mới chỉ chiếm được uh, có 84 km vuông nhưng mà họ đã để mất 60 km vuông ở hướng phía bắc. Đấy, quý vị thấy nha. Và riêng ở khu vực này thì 24 km vuông là nó tính từ tháng 5 rồi. Như vậy là có thể nói là nó rất bèo đúng không ạ? Nó rất bèo bọt so với lại cái nguồn lực mà họ đã cam kết ra. Đấy là không phải là nói xấu mà thực sự nó rất bèo. vâng bây giờ chúng ta lên nốt cái khu vực còn lại ở khu vực uh, kupian si man khu vực này thì uh, điều đáng nói trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta nhớ cái thị trấn này thị trấn này là nơi mà đã thay đổi chủ rất nhiều lần rồi tuy nhiên thì lần này tôi cũng muốn nói qua bởi vì trong chiều ngày hôm nay thì bộ quốc phòng nga thông báo đã lại một lần nữa giải phóng hoàn toàn novo đấy, một cái thị trấn quan trọng cái điều đáng nói thì thực tế là trước đây thì chúng ta nghĩ rằng nga đã để kéo ukraine vào để tiêu hao đúng không ạ nhưng mà với việc họ tấn công dồn dập trong những ngày vừa qua để giải phóng khu vực này thì nó nói lên một cái ý thức một ý nghĩa chiến lược chiến thuật có nghĩa rằng là nga không có câu kéo ở hướng này nữa mà họ sẽ tổ chức phản công và với những cái việc là họ giải phóng trong một cái ngày thứ bảy như này thì rất có khả năng nga sẽ tập trung thêm các nguồn lực để tấn công về hướng berestove và Kipka và đây là một cái hướng hở ở phía trên giúp Nga có thể vừa tấn công về lên hướng Kupian giải phóng các khu vực phía bắc của còn lại của Lugan cũng như là một cái hướng vòng đằng sau lưng ra để đánh vào cái toàn bộ tuyến như chúng tôi nói quý vị là cái tuyến họ đã tạo được 13 km dọc cái tuyến tấn công mà chiếm được 60 km vuông đó đúng không ạ nhưng bây giờ nó vấp phải một cái chuỗi rừng một chuỗi thị trấn làng mạc của Ukraine cho nên nga đã phải bắt buộc chọn một cái đường vòng nào đó từ phía dưới hoặc là phía trên phía dưới thì cũng rất là đông đặc nhưng mà cái phía trên thì nó lại rất ngon ăn đấy và nó kết nối với lại cái mặt trận kuban nó móc nối với nhau là một điểm giữa có thể nếu Nga mà tấn công từ đây ra thì họ sẽ đưa Ukraine vào trạng thái là không biết Nga sẽ tấn công từ hướng nào. Cho nên là bây giờ với những việc họ giải phóng một cái thị trấn nó không nó không có cái ý nghĩa nhiều về về lãnh thổ nhưng mà có khả năng nó tạo ra một cái 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 chìa khóa đúng không ạ? Một cái uh, gợi ý cho những cái mũi tấn công tiếp theo của Nga để phá cái thế bế tắc ở khu vực này Đấy, như vậy đây cũng là một cái bước tiến uh, lớn và thứ hai nữa nó nói lên một điểm là cái khả năng của nga trong việc họ phản công và chiếm các cái chiến tuyến chúng ta nhớ là trong uh, đêm hai đêm vừa rồi thì ukraine đã tung rất nhiều các cái đạo quân đáng kể của họ từ khu vực Berestov và Stemakivka, quay trở lại và đánh bật nga ra khỏi thị trấn và họ đã đánh bật nga ra khỏi cái bờ tây nhưng mà sau đó thì ngày hôm nay nga đã quyết tâm lấy lại để mà phục vụ những cái mục đích chiến thuật của họ như vậy rõ ràng là họ muốn họ đã làm được cái việc như vậy đúng không ạ diễn biến ở trên Kupian thì không có gì trong chiều ngày hôm nay và đó là tất cả những thông tin liên quan tới mặt trận chúng ta đi qua một tí liên quan đến vũ khí của hai bên Vũ khí của hai bên thì Nga đợt này còn bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt một loạt các cái trang thiết bị vũ khí. Ở đây thì tôi không nắm được các loại nhìn như này. Chúng ta thấy là xe giả phá bom mìn tạo chiến hào đúng không ạ? Một loạt các trang thiết bị vũ khí của họ luôn. Đấy, đã được trình bày, đã được thông qua. Riêng trong cái khu này chúng ta thấy khoảng 5 7 cái loại vũ khí công binh cũng như là vũ khí đây có một cái này thì là chiến đấu nhưng còn lại thì toàn là công binh thôi. Tạo chiến hào, Uh, giả phá bom mìn, giải bom mìn, tạo uh, gì đấy, cờ đường bay hàng không tạm thời, vân vân. Như vậy là phía nga vẫn tích cực tung ra các loại vũ khí. Uh, BBC cũng nói uh, về việc mà chúng tôi cũng từng nói với quý vị trong những ngày vừa qua, đó là dường như hai bên đang uh, chạy đua trong một cuộc chiến, uh, có thể nói là cuộc chiến vô hình, đúng không ạ? Là cái cuộc chiến để mà giành lợi thế về tác chiến điện tử. Bởi vì tác chiến điện tử nó chính là khắc tinh của một cái thứ đáng sợ nhất hiện nay đối với cả hai bên chính là UAV đúng không ạ và rõ ràng chúng ta thấy là ở mặt trận nào mà bên nào mà chiếm thế thượng phong thì rõ ràng mặt trận đó họ đang có được cái lợi thế rất lớn về UAV và đem lại cho họ cái lợi thế rất lớn về mặt trận ở khu vực Donetsk thì dường như Ukraine đang uh, lấn lướt về tác chiến điện tử và UAV, còn ở phía nam, Rabutine thì phía Nga đang làm được cái việc đó. Còn ở các mặt trận khác thấy thấy nó ngang ngang nhau. Ví dụ khu vực này thì hai bên chia đôi chiến tuyến, cảm giác như không ai làm chủ. Remike thì uh, Ukraine có một chút về 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 áp chế Nga, đúng không ạ? Nhưng mà càng về sâu sau, sau uh, vào cái trận địa Nga thì uh, Nga cũng uh, lấy lại được những cái lợi thế nhất định. Còn ở tuyến phía Bắc ở khu này thì dường như hai bên đều không có tác chiến điện tử và rõ ràng khi không có UAV ở số lượng lớn thì Ukraine cũng lép vế trên trận địa so với Nga. Như vậy, tác chiến điện tử, đặc biệt là chống UAV, sẽ là một trong những cái vũ khí âm thầm, thầm lặng, vô hình sẽ thay đổi cuộc chơi. Trong khi đó, thì phía Nga vẫn liên tiếp tung ra các loại mẫu vũ khí mới. Đây là một loại mẫu vũ khí cảm tử UAV, tên là Gaztelo, rất nhỏ và có khả năng đây chính là cái mà chúng tôi cùng quý vị bàn những ngày qua là Nga bắt đầu thích ứng và phát triển những cái vũ khí để mà mở ra cái học thuyết đúng không ạ, theo đuổi cái học thuyết tấn công bằng UAV số lượng lớn và xin loại siêu nhỏ. Hiện tại thì tổng thống Zelensky cũng đã chính thức là tháng 8 này bắt đầu tổ chức huấn luyện phi công F16 đấy ông nói đơn phương như thế thôi còn chúng ta cũng biết là phía mỹ thì cũng dập dòm từ lâu rồi nhưng gần lần mới nhất thì họ nói rằng họ vẫn sợ những cái ưu thế của không quân và phòng không của Nga đúng không ạ? Rồi họ nghĩ rằng Ukraine chưa sẵn sàng về các cái cơ sở hạ tầng để mà bay F16. Tất nhiên là chúng ta biết là họ sợ cái gì nhất đúng không ạ? Rõ ràng là F16 đang là tuy nó cũ nhưng vẫn là một mặt hàng mà đang bán rất chạy, đang kiếm rất nhiều tỷ đô, thậm chí những nước như Thổ Nhĩ Kỳ còn đang rất thèm thuồng. Thì rõ ràng là người Mỹ không muốn đánh mất cái danh tiếng của cái dòng máy bay thương mại. Có thể nói thành công nhất mọi thời đại của họ Cho nên là họ cũng không muốn để vào tay Ukraine để họ làm hỏng đi cái hình ảnh của cái mặt hàng kiếm bộ tiền cho họ Tuy nhiên thì ở phía Ukraine tuy thông báo như thế Nhưng đến thời điểm này họ mới tìm ra được có 6, 8 phi công sẵn sàng để đào tạo F-16 ở Mỹ Bởi vì 8 phi công này thì còn nói được tí tiếng Anh Còn lại thì 30 người phi công đã được xác nhận và có thể đi học các cái khóa đào tạo tiếng Anh trước khi đi đào tạo máy bay. Như vậy rất có khả năng mấy người này sang Việt Nam để học tiếng Anh các bằng ABC. Thông tin về một trong những vũ khí tối tân và chiến lược nhất của Nga, đó là con uh, tiêm kích Su-57. Tiêm kích hay cường kích ở quý vị. Về về vũ khí là tôi về đặc biệt là về cái câu chữ đấy là tôi cũng không rành lắm đâu nhưng đại khái nó là một loại máy bay đa năng có thể vừa tấn công mặt đất cũng tấn công ở trên bầu trời đúng không ạ? Đặc biệt là với cái sự uh, uh, nâng cấp của các cái phiên bản uh, tên lửa tầm ngắn uh, MD2 vừa mới được uh, thông báo từ phía Nga cho rằng với loại tên lửa nâng cấp tầm ngắn này thì uh, vũ khí À, không đối không của Mỹ tầm ngắn đã vượt xa so với lại vũ khí thế hệ thứ năm của Mỹ một khoảng thời gian rất xa rất dài trong nhiều năm phát triển có thể lên tới 15 so với lại cái công, công nghiệp quốc phòng của Mỹ và cái vũ khí này đã, đã được phát triển trên quy mô công nghiệp như vậy rõ ràng là phía nga đã rất nhanh đúng không ạ rất âm thầm để mà đạt được những cái bước tiến khủng khiếp trong cái lĩnh vực à, vũ khí tầm ngắn à, và tên lửa tầm ngắn của các cái máy bay tàng hình thậm chí họ còn chưa đưa vào sử dụng hàng loạt ở chiến trường. Ngoài ra thì người sản xuất của Su-57 ông cũng nói rằng là với việc đưa loại vũ khí tầm ngắn chính xác và hiện đại này vào cộng với lại những cái nâng cấp về mặt tác chiến điện tử và kiểm soát trận đấu cũng như là kiểm soát thăng bằng bay rồi ngắm bắn lượn rồi ngủ nghiếc vân vân khiến cho đây là một chiếc máy bay có thể nói là bật cái chế độ chiến đấu tự động cực kỳ là là thuận tiện và cũng rất hiệu quả như vậy cảm giác thì chúng tôi uh, có thể đọc ra là có nghĩa rằng là phi công lên bầu trời, sau đấy là lên bầu trời rồi thì uh, lôi iPad ra chơi game đúng không ạ? Chứ còn để máy bay nó tự uh, săn và nó bắn. Ở Đức thì uh, cũng như rất nhiều quốc gia khác, chúng tôi cũng từng nói với quý vị trong những ngày gần đây, có nghĩa rằng là trong suốt một thời gian dài, đặc biệt là sau cái thượng đỉnh uh, NATO và trước thượng đỉnh NATO thì chúng tôi cũng hứa với quý vị là sau thượng đỉnh NATO thì có nghĩa rằng các cái nguồn vũ khí đổ tới Ukraine nó không còn dồn dập nữa, đúng không ạ? Nó chỉ mang tính chất là giải ngân những cái cam kết thôi, mà thậm chí nó còn nhỏ giọt nữa, không được như cam kết. Và bây giờ nó đang diễn ra như thế rồi. Chúng tôi cảm nhận lúc đấy rõ ràng là trước thượng đỉnh NATO mà người ta cũng chán rồi, đúng không ạ? Người ta cũng không cảm nhận được cái sự hiệu quả của vũ khí người ta đưa vào tay của những người lính của Ukraine nữa. Cho nên bây giờ cái việc mà thực hiện những cam kết để giải ngân vũ khí cho Ukraine nó rất nhỏ giọt. À, phía uh, Đức thì tờ báo Die Went cũng đã thông báo trên giấy tờ thì Đức đã cam kết 110 cái Leopard cho Ukraine nhưng tới thời điểm này thì họ trong tháng này họ mới chỉ gửi được có 10 trên số 110 cái Leopard như đã hứa tiếp trong đợt tiếp theo khoảng mấy chục chiếc Master IFV và các hệ thống phòng không uh, giá trị Iris Iris T uh, các thứ cũng chưa được uh, chưa được giải ngân chưa được giải ngân và chưa được vận chuyển tới cho Ukraine. Như vậy là toàn những thứ vũ khí mà có thể nói Ukraine trông cậy vào rất nhiều. Leopard, Marder rồi Iris đúng không ạ? Thì bây giờ người Đức cũng đã đánh hơi được là nó có khả năng nó không mang lại những cái sự gọi là lợi nhuận so với đầu tư. Và chưa kể là Ukraine còn làm hỏng những cái danh tiếng về những cái vũ khí của họ nữa. Vâng, À, đến bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc với bản tin này để cho nó chúng tôi có thời gian để có thể tính toán chuẩn bị xem có bản tin tiếp theo sớm vào buổi tối hôm hôm nay không à, liên quan tới Wagner thì đến thời điểm này mùng 5 tháng 8 rồi rõ ràng chúng ta có khả năng lại bị Wagner chơi một vố nữa đúng không ạ à, chúng ta cũng từng nói là cũng chả ma nào mà ra chiến trường lại công bố cái ngày ra chiến trường à, Tuy nhiên là À, thực tế là cũng hơi thất vọng một tí đến thời điểm này là buổi chiều bên đấy rồi thì bên đây cũng chưa có cái động tĩnh gì chúng ta cũng không biết nguyên nhân tại sao đúng không ạ và chúng ta cũng không biết họ có làm gì không rõ ràng người nga à, họ làm gì thì họ cũng không muốn cho người khác biết họ đang làm chỉ à, khi mà nó đã xảy ra thì người ta sẽ ngỡ ngàng và ngã ngửa đúng không ạ thế còn lại thì nó cũng có thể có một cái những cái diễn biến mà chúng ta thấy là à, ở châu phi thì bây giờ nó đang có những cái biến có thể ảnh hưởng rất nhiều tới wagner như chúng ta thấy là hôm qua thì uh, hai nước Burkina Faso, Mali và Niger cũng chính thức họp bàn với nhau để uh, đánh tiếng để mời Wagner uh, trong trường hợp mà các nước uh, phương Tây và các nước Tây Phi uh, mở cuộc uh, một cái chiến dịch quân sự tấn công vào Niger. Như vậy rõ ràng là họ đã gần như chính thức, họ đã lên tiếng để 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 lôi Wagner vào trong cuộc này. Và đấy chỉ là cái vấn đề chính trị thôi, còn uh, thực sự thì mọi việc nó đã bắt đầu từ Wagner và Nga đúng không ạ? Và đến ngày hôm nay thì phía Anh và Mỹ cũng nói rằng là phía Pháp sẽ đưa quân đến, đồng thời là một trong những cái người chủ sò so để cung cấp tất cả những cái vấn đề liên quan hỗ trợ, tình báo, hỗ trợ trên không, hỗ trợ này nọ, tất cả cho các cái nước cộng đồng châu Phi trong cái liên minh đấy để chống ba nước Niger. Đấy, còn người Mỹ và người Anh nói rằng trong trường hợp Wagner lâm trận thì người Mỹ và người Anh sẽ chính thức can thiệp vào cuộc chiến Niger. Và như vậy rất có khả năng nó sẽ ảnh hưởng tới những kế hoạch của Wagner ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên đấy là chúng ta phỏng đoán thôi. Chúng ta cũng không biết sự thật nó là như nào. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ xem trong những cái cuối tuần này và của tuần sắp tới chúng ta sẽ có những thông tin nóng bỏng nào. Vâng và, và quý vị cũng không quên hôm nay đánh dấu 80 năm. 80 năm trước thì ở Odessa diễn ra một cái chiến dịch có thể nói là À, cực kỳ quan trọng trong những cái giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đó là chiến dịch phòng thủ Odessa. Cuộc phòng thủ Odessa này đã làm chậm và cản bước chân của cái uh, uh, mũi tấn công ở phía nam của Hitler và sau này được coi là một trong những chiến dịch thành công nhất đấy, trong giai đoạn đầu cuộc chiến rõ ràng là với một cái đối phó với một cái lực lượng lớn hơn gấp nhiều lần và với một cái sức mạnh có thể không gì cản nổi của Đức Quốc xã, nhưng mà quân dân ở khu vực Odessa họ đã chiến đấu trong suốt bao nhiêu ngày đêm, ra cản bước chân của Đức Quốc xã. Sau những ngày cuối cùng của sự tồn tại của cái cuộc kháng chiến ở Odessa, thì toàn bộ dân của Odessa được sơ tán qua bờ sông Kherson và sau đó thì những người lính Hồng quân còn lại cũng rút về bán đảo Crimea qua đường biển và kết thúc cái sứ mạng quan trọng của họ trong việc phòng ngự đối với lại cuộc tấn công như là vũ bão của Đức ở hướng Odessa, một trong những hướng rất quan trọng để tiến tới Crimea và sang hướng Stalingrad. Và cũng nhờ cái cuộc gọi là là kháng chiến như này mà có thể nói là cái uh, khu vực quân cảng của Sevastopol ở bán đảo Crimea nó đã đứng vững đúng không ạ? Đứng vững và chống chọi được trước cái sức tấn công của Đức và gần như nó là một trong những yếu tố rất quan trọng then chốt để sau này Hồng quân Liên Xô có thể bật lại được đó. Lội ngược dòng để mà cuối cùng có được cái chiến thắng cuối cùng. Uh, những người phòng thủ ở Odessa quân Mỹ dân thì không được trang bị nhiều và quân số thì bị áp đảo nhưng mà đã cầm chân được À, tới 5 700 000 quân Đức ở riêng cái cánh này trong vòng suốt hơn uh, 2 tháng rưỡi và đã làm cản cái bước tiến cũng như làm chậm cái bước tiến của toàn bộ cánh quân Đức tiến tới hướng phía Nam. Vâng, và, và thành phố Odessa một lần nữa 82 năm sau nó lại đứng trước những cái uh, thách thức lịch sử, những cái vận mệnh lịch sử. Đúng không ạ? Rõ ràng câu chuyện của một cuộc chiến tranh có thể nói tàn khốc nhất lịch sử loài người đã tưởng như là đã giải quyết hết tất cả những vấn đề ân oán nhưng cuối cùng bây giờ nó lại tái hiện lại một cách rất là sinh động trước mắt của chúng ta đúng không ạ? Những người mà chúng ta bây giờ còn đang có thể nói là tuy không là ăn sung mặc sướng nhưng mà cũng ít nhất cũng có thể nói là được sống trong thanh bình và chúng ta đang chứng kiến rất là sống động đúng không ạ? Mọi thứ nó lại đang diễn ra ở Odessa và nó vẫn đang tiếp tục diễn ra không biết là ngày mai ngày kia ngày kia nó như nào. Và rất nhiều người cũng đặt niềm tin vào Odessa không biết rằng là OCDSA sẽ sẽ đi về đâu đúng không ạ rồi cuộc chiến nó sẽ đi về đâu cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế chúc quý vị một buổi tối thứ bảy vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc